Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sáng nay, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF để trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Mục tiêu của chiến lược gia người Pháp sẽ là nâng tầm bóng đá Việt Nam để phấn đấu có một suất dự vòng chung kết World Cup 2026. Cùng với đó, chúng ta vẫn phải giữ được vị thế ở sân chơi khu vực, đặc biệt là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games sắp tới. Buổi lễ ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Sau 5 năm thành công vượt bậc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam bắt đầu một thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 67 tuổi người Pháp. Từng làm việc ở rất nhiều quốc gia tại châu Á và châu Phi, huấn luyện viên Chaussier là người luôn có khát khao chinh phục những đỉnh cao và mục tiêu dự World Cup 2026 là một trong những lý do quan trọng để ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là World Cup, đó là lý do tôi chấp nhận lời đề nghị dẫn dắt đội bóng này. Con đường sắp tới của chúng ta sẽ có nhiều sóng gió. Tuy nhiên với thể thức mở rộng ra 48 đội của World Cup, sẽ mở ra cho bóng đá Việt Nam thêm cơ hội và hy vọng. Bản thân tôi sẽ là người dẫn đường và trên con đường trước mắt, có những thời điểm chúng ta sẽ phải rẽ lối, gặp khó khăn, nhưng không bao giờ quên mục đích sau cùng. Nếu tất cả mọi người cùng đoàn kết, đồng lòng thì sẽ thành công. Sự kỳ vọng cho Philippe Chaussier là rất lớn và đi cùng với đó cũng là áp lực. Sau 5 năm vươn tầm châu lục dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, rất nhiều quan điểm cho rằng bóng đá Việt Nam đã chạm ngưỡng. Nhiệm vụ của chiến lược gia người Pháp sẽ là thổi một luồng gió mới vào lối chơi cũng như tinh thần của các cầu thủ. Ông Park đã giành được những thành tựu tuyệt vời, đặc biệt là cấp độ Đông Nam Á và châu Á. Khi tôi tới đây, tôi chấp nhận nhiệm vụ làm thế nào để vượt qua những giới hạn đó, chuẩn bị đối diện với những thử thách cao hơn, nhưng vẫn giữ vững được vị thế mà bóng đá Việt Nam đã gây dựng trước đó. Chúng ta cần làm thế nào để sẵn sàng tinh thần đối diện với những đội bóng mạnh hơn, chất lượng hơn để nâng tầm. SEA Games 32 là nhiệm vụ đầu tiên của tôi với tư cách huấn luyện viên trưởng. Là một người làm bóng đá, tôi luôn muốn giành chiến thắng và truyền tải động lực chiến thắng đến mọi cầu thủ. Mục tiêu của tôi là giành huy chương vàng SEA Games 32. Kéo dài từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, thời hạn bảo hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Chaussier là chưa từng có tiền lệ ở đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của VFF dành cho ông thầy người Pháp. Với kinh nghiệm dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia trong quá khứ, 2 lần dự vòng chung kết World Cup, lại từng có 3 năm làm công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chaussier được giới chuyên môn đánh giá là người phù hợp nhất để đồng hành với giấc mơ World Cup của bóng đá nước nhà.